Chị Vi Nguyễn ơi, chị Vi Nguyễn ơi, dậy đi chơi thôi. Xin chào chị Vi Nguyễn. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ đi chơi nha. Chị Vi Nguyễn đi đánh răng rửa mặt à? Ôi chị Vi Nguyễn giỏi quá. Chị Vi Nguyễn đánh răng để không bị sâu răng ấy nhỉ? Giỏi quá, chị Vi Nguyễn giỏi, ơi là giỏi. Hôm nay chị Vinh Nguyễn cho các bạn nhỏ chơi xem đồ chơi gì nhỉ? Chị Vinh Nguyễn nhỉ? À, chị Vinh Nguyễn rửa mặt. Chắc là chị vừa nãy quên mất là rửa mặt. Chị đang rất thích là đi chơi chơi trò chơi cùng các em nhỉ? Bây giờ mình cùng đi thế nào? Hôm nay chị Vi Nguyễn cho các bạn nhỏ chơi cái đồ chơi gì của Vi Nguyễn nhỉ? Ở đây làm gì có đồ chơi nhỉ? Đồ chơi gì đấy? Đây là bộ đồ chơi phun bong bóng. Thế à? Ô sao nó giống máy ảnh thế? Đây là bộ đồ chơi phun bong bóng máy ảnh. À, thế bây giờ chị Vi bóc hộp ra Và bây cho giờ các mình sẽ em đi xem cùng xem Và bây nhá. giờ mình sẽ đi xuống nhà để chơi. Bóc ra xem đã chứ. Bóc ra Ok. cho các bạn nhỏ xong rồi mình xem là có những gì nhá. Bóc ra rồi làm xong rồi đi xuống. Thử phun ra có nhiều con nhé các. Hệ phun to hay phun ra quả bong bóng to to hay là phun bóng nhỏ nha. Rồi. Wow. Chị Vi Nguyễn ra bàn cho các bạn xem này. Bộ đồ chơi gì đây nhờ? Ôi rồi ôi, nó rất đẹp, màu sắc rực rỡ quá. Đấy, cầm dính băng dán hết rồi. Ô, đây là cái gì con nhỉ? Cái dây ạ. À, dây à? Đây
bây giờ này thầy đi lại kéo nhé. Wow, cái dây đeo của máy ảnh đấy nhỉ. Ừ. Mình có thể bóp này luôn này. Đây là bóp thế nào nhỉ? Ừ.